thưa quý vị, chiều qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cùng lãnh đạo quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, Đảng ủy phường Mỹ An đã cùng tham dự buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ 10, 11 An thượng, phường Mỹ An. Báo cáo tại buổi sinh hoạt, cấp ủy chi bộ 1011 An thượng phường Mỹ An cho biết, chi bộ có 40 đảng viên quản lý hai tổ dân phố với 150 hộ dân. Các đảng viên luôn phát huy tinh thần gương mẫu là cá nhân tích cực trong thực hiện và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tại buổi họp chi bộ định kỳ tháng 4, các đảng viên đã đóng góp những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giải pháp phát triển các đoàn thể và đề xuất mở rộng kiệt hẻm, khớp nối giao thông. Tiếp nhận các kiến nghị của đảng viên chi bộ 1011 An thượng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh chỉ đạo quận Ngũ Hành Sơn và phường Mỹ An tiếp nhận và có hướng giải quyết kịp thời đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với đề xuất của đảng viên chi bộ về việc mở rộng kiệt 234 độ bá, sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh chỉ đạo quận Ngũ Hành Sơn và phường Mỹ An sớm triển khai việc vận động nhân dân hoàn thành các thủ tục trình Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư trong thời gian sớm nhất.